Khu vực miền núi phía Tây Nghệ An có một đặc sản mà ai cũng biết tới, đó là các vườn cam, đồi cam trải dài theo các chân núi để khẳng định chất lượng cũng như là thương hiệu cam Bại Phủ. Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Đỉnh Sơn đã phối hợp với các nhà vườn trong địa bàn xã phát triển mô hình trồng cam quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều nhà vườn đã mạnh dạn đầu tư may màn bao phủ cam để hạn chế được sâu bệnh cũng như là lượng thuốc bảo vệ thực vật, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng sau đợt mưa lũ vừa qua đã làm toàn bộ cam trong địa bàn xã bị rụng đỏ gốc. Để khắc phục một phần nào khó khăn cho người dân trồng cam thì đề nghị các cơ quan ban ngành vào cuộc để thẩm định mức độ thiệt hại của các vườn cam để có hướng giải quyết giúp các nhà vườn vượt qua lúc khó khăn này. Thì trong cái thời gian vừa qua thì ngập nước, nước ra thì coi như cam cũng theo nước ra hết. Cái chỗ đó là rất, thì đến hiện nay mới nói cái mất mát của nhân dân á, thì dư là nói là trong năm, một năm, chứ mới nói là ta còng lại 5 năm từ đầu tư đến giờ là cái vốn liếng toàn bộ là người ta tập trung ở đây lúc biết từng một. Cho nên là cái mất mát rất lớn. Thì dư trong lúc này là chỉ biết là động viên bà con khắc phục. Như trong đánh giặc mà bỏ địa bàn mà chạy thì cũng không được. Thì phải là cho đến chi viện. Thôn Đình Hợp, xã Đình Sơn á, thường là 400 cây á. Và năm nay nhà em giờ trú là khoảng gần 40 tấn. Nhưng mà dưới sau đợt là mưa nhiều hay là bão nước ngập thì giờ cám nhà em là rụng hết không còn quả muốn, mất trắng luôn. Thiệt hại so với cám mới nữa là khoảng 500 triệu. Nguyện vọng của gia đình thì nhờ các mạnh thường quân, các cấp các ngành giúp đỡ gia đình có vốn để đầu tư, thu nhập để trả bớt nợ. Khổ gì nữa, đời cho chỗ muốn ăn khổ gì nữa. Bứng lại mọt đuổi, bờ chỗ đây mọt luôn. Nói chung là do cái đợt mưa bão này là lượng cám của nhà là tương đối lớn. Từ lần cám đau lên rồng khoảng là khoảng 5 đến 7 tận thôi. Như lần này là năm cỡ khoảng 50 tận nó rồng gần hết luôn. Tạm đóng cốc cám. Ngoài dự tịnh là vì như năm nay là phải trên 80 tận. Bây giờ bữa nay nói thật là vì thuế hàng chục cũng nhấn đi lạt luôn. Mà giờ cũng biết mà nó đang đấy. Nói chung đầu tư vô cái vườn này gần gần 1 tỷ bạc đấy nhá. Cứ như mua này nếu như dự tịnh mà nếu mà được mua cho thu hoạch được cả là phải 1 tỷ. Như thì nhờ cả cái bán ngành vì cả cái đoàn thiện nguyện chỉ có nỗi ủng hộ với gia đình hồi trung cám với 1 tỷ chỉ để mà trả bớt cái nợ ngân hàng. Cái nợ ngân hàng nói vậy để đầu tư vô cám á, chứ đầu tư vô cám á đấy thì dân cũng biết mà nó đắng cả. Thực tệ như đụng nó dân trong cám thì toàn là vay ngân hàng để đầu tư cả. Đi cần. Như thấy là như đi đậu này. Đi đậu mới chứ không bị thuế nhắn không đi đậu đấy.